Xin chào, lại là xám xinh xắn của các ông đây. Lúc ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta thường hay được dạy điều gì? Các ông còn nhớ hay không? Ví dụ như là, ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của học sinh chẳng hạn. Ấy thế mà chẳng hiểu sao về nhà muộn là bị ghi sổ đầu bài, còn nói chuyện ở nhà thì lại viết bản kiểm điểm. Ngôi nhà này lạ thật các ông nhỉ? Một điều khác nữa mà chúng ta cũng được dạy khi đi học, đấy chính là phải yêu trường, yêu lớp, tôn trọng thầy cô và quý mến bạn bè. Nhưng dường như có nhiều học sinh đã đem điều luật này sửa lại thành yêu thầy tán tỉnh cả cô. Biến cái người gọi là cha mẹ thứ hai của mình trở thành đối tượng để yêu đương trai gái. Hoặc đôi khi là ngược lại, thầy cô giáo tán tỉnh cả học sinh. Những người này dường như không quan tâm tới vấn đề chênh lệch tuổi tác và đạo đức của bản thân, để chạy theo tiếng gọi của con tim mình mà. Vậy thì hôm nay cùng xám tôi điểm danh những mối tình sai trái bậc nhất giữa các cặp đôi thầy trò trên ghế nhà trường nào. Let's go! Mối tình thầy trò đầu tiên ngày hôm nay đã từng khiến cánh báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực, thời gian và cả tiền bạc để theo dõi mối tình của họ. Bởi nữ giáo viên chỉ vì cuộc tình này mà đã phải vào tù ra tội, thậm chí là sinh con trong trại giam cho người tình mới 12 tuổi. Chuyện tình giữa cô giáo 34 tuổi và cậu học trò vừa bước vào tuổi dậy thì đã làm cả nước Mỹ chấn động cách đây hơn 2 thập kỷ. Vào năm 1996, nữ chính trong bộ phim học đường này có tên là Mary Kay Letourneau, giáo viên của trường Highland, thành phố Seattle của Mỹ. Dù cô nàng này đã yên bề gia thất với một chồng và bốn con, nhưng khi tình yêu vẫy gọi, cô nàng lập tức bỏ chồng theo trai. Mà đối tượng lại là một bé trai vừa bước vào tuổi dậy thì, Billy Fullow, lúc đó đang học lớp 6. Thậm chí cặp đôi này còn vượt qua giới hạn của hai từ trong sáng và bị chồng của cô Mary phát hiện và phanh phui mối quan hệ của vợ mình và cậu học sinh kia với cảnh sát. Tháng 3 năm 1997, Mary bị sa thải và đệ đơn ly hôn với người chồng đầu tiên, mất luôn quyền nuôi dưỡng 4 đứa con và bị đưa đến nhà tù để cải tạo. Trong khoảng thời gian chờ đợi xét xử, cô nàng đã hạ sinh bé gái đầu lòng cho cậu học trò Billy. Ngay sau đó, giáo viên này đã nhận phán quyết 6 tháng tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em cấp độ 2 và bị cấm không được liên hệ với người tình Billy. Thế nhưng vào năm 1998, chỉ sau 2 tuần mãn hạn tù giam, cặp chim câu này lại tiếp tục bị phát hiện đang có hành vi 18 cộng trong xe ô tô của Mary. Và thế là cô nàng này lại tiếp tục phải quay lại nhà tù và phải chịu mức án 7 năm. Và điều ngạc nhiên là cô nàng lại tiếp tục mang thai đứa bé thứ hai với Billy và hạ sinh trong tù vào cuối năm đó. Cả hai đứa trẻ đều được gửi về cho cậu học trò nuôi nấng, mới chớm trưởng thành đã va vào chức bố đơn thân, khiến Billy rơi vào trầm cảm. Cậu chàng thậm chí còn kiện cả trường học Highland vì đã không công nhận mối quan hệ của hai cô trò. Cứ tưởng mối tình xa về tuổi tác và địa lý sẽ khiến hai người bỏ cuộc, nhưng không hề. Sau khi Mary mãn hạn tù vào năm 2004, còn Billy lúc này đã 21 tuổi, cặp đôi này đã chính thức kết hôn. Sao tôi cứ tưởng chuyện tình sai trái như này chỉ xảy ra ở nước ngoài? Nhưng không đâu nhé, ở Việt Nam cũng từng có mối tình thầy trò gây rúng động không kém nước ngoài cơ đấy. Cặp đôi thầy giáo nữ sinh này cách nhau tới 40 tuổi. Tuy nhiên, mối tình này được cho là không danh chính ngôn thuận khi cô gái bất ngờ bị tố là người chen ngang, phá vỡ gia đình hạnh phúc của thầy giáo U50. Còn người thầy này đã bỏ cả gia đình để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Chuyện tình đũa lệch này bị đưa ra ngoài ánh sáng nhờ một tài khoản trên mạng xã hội Facebook được cho là học trò của nam chính, chia sẻ sự thật đằng sau khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Người này cho biết thầy giáo này là giáo viên dạy ngữ văn và giáo dục công dân của trường công học cơ sở Hiếu Nhơn và cô gái tên Trần Phi Ngọc, sinh năm 1999, có mối quan hệ bất chính từ nhiều năm trước. Thời điểm tổ chức lễ đính hôn, cả hai đều không nhận được sự ủng hộ từ gia đình và đồng nghiệp. Còn vị thầy giáo trên được biết là đã có vợ con nhưng vẫn theo tiếng gọi con tim để ở cạnh người tình trẻ, bất chấp sự phản đối gay gắt từ người thân và đồng nghiệp. Dù mới công khai mối quan hệ gần đây, nhưng từ 5 đến 6 năm trước, cặp đôi đã bị phát hiện hẹn hò trên danh nghĩa thầy trò, cha nuôi. Từ lúc lớp 9 thì cô trò đã được thầy giáo nhận là con nuôi. Mỗi giờ tan trường đều ra cầu thang tâm sự. Vậy thật sự mối quan hệ này đã kéo dài được bao lâu? Không ai biết. Nhưng nhiều người thì lại cho biết, cả hai đã dọn về chung một nhà và thường xuyên đi du lịch, ăn uống, mua sắm ở nhiều địa điểm nổi tiếng, thậm chí còn check-in đăng đầy trên Facebook. Bị nhiều người ném đá vì có quan hệ bất chính với nữ sinh, vị thầy giáo bất ngờ chia sẻ giấy ly hôn có hiệu lực từ tháng 4 năm 2020, nhưng cả hai đã tổ chức lễ đính hôn chỉ có hai người vào tháng 12 và 2 năm 2019. Bài đăng đơn ly hôn đã được xóa đi trong vài tiếng, phải chăng để lái dư luận sang hướng trai chơi vợ, gái chơi chồng? Chỉ sau vài giờ đăng tải bài viết, đã nhận được về 5.000 like cùng hàng trăm lượt chia sẻ. Phía dưới bình luận, không ít cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ khi cho rằng hành vi của vị thầy giáo trên vi phạm nghiêm trọng đạo đức của một nhà giáo và luật hôn nhân gia đình.
Mối tình thứ hai thì cũng khiến nhiều người sửng sốt không kém khi giáo viên này đã có những hành vi cực đoan để có được cậu học trò của mình. Thậm chí người ta còn ví cô nàng giáo viên này là yêu nữ chuyên gạ gẫm học sinh nam. Cô Ashley Blumenthal vốn là giáo viên dạy khiêu vũ thể chất của trường cấp 3 Plainfield North Bang, Illinois, Mỹ. Cô đã khiến toàn bộ học sinh và giáo viên cả nước choáng váng khi cảnh sát đưa ra các bằng chứng chứng minh cô đã có quan hệ yêu đương với học sinh vị thành niên ngay trong chiếc ô tô con của mình. Trước khi sự việc bị phanh phui ra ngoài ánh sáng, cô Ashley Blumenthal được biết đến là giáo viên nghiêm nghị và dạy giỏi. Nhiều học sinh tại ngôi trường này cũng cho biết cô Ashley là một cô giáo xinh đẹp, nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi và chưa lập gia đình. Bản thân cậu học sinh kia cũng xác nhận giữa hai người chỉ là tình cảm trai gái. Cả hai đã bắt đầu quan hệ yêu đương được hơn một tháng và sau nếu không có chuyện gì xảy ra thì cả hai sẽ tiếp tục tiến tới hôn nhân sau khi cậu học sinh này tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, những lời giải thích trên đã không thuyết phục được cảnh sát và cô Ashley sẽ bị khởi tố vì tội danh lạm dụng trẻ vị thành niên và có thể sẽ phải chịu án tù thấp nhất là 7 năm. Tuy nhiên, có lẽ vụ việc nghiêm trọng nhất gây rúng động ngành giáo dục toàn thế giới là việc cô Megan Paris, 28 tuổi, đã kết hôn. Cô bị tố cáo hai lần lạm dụng làm tình nguyện với nam sinh 16 tuổi trong thời gian giảng dạy tại trường cấp 3 New Smyrna Beach thuộc bang Florida. Nữ giáo viên dạy toán đã dụ dỗ nam sinh sau khi cậu bé nhờ cô ta hướng dẫn bài tập. Hồi tháng 2, Paris đề nghị cho nam sinh này đi nhờ xe về nhà. Trên đường thì dừng lại ở nhà cô ta để lấy thứ gì đó. Ngay khi cả hai vừa bước vào trong, Paris quay sang hôn cậu học sinh này rồi tự nhiên lột sạch đồ trên người. Hành động của nữ giáo viên trẻ khiến nam sinh cảm thấy khó chịu và yêu cầu cô dừng lại. Ôi trời ơi! Paris đành phải đưa cậu về nhà. Tuy nhiên, một tuần sau, cô ta lại rủ nam sinh đi biển và cả hai đã có quan hệ tiến sát với nhau. Hai tuần sau, khi nhìn thấy cậu bé này đang đi bộ về nhà, Paris lại cho đi nhờ xe và tiếp tục đòi làm chuyện người lớn lần hai. Thậm chí, cô nàng còn gửi ảnh nút cho nam sinh và gửi tin nhắn với nội dung I love you đầy mùi mẫn. Đồng nghiệp của Paris dần thấy nghi ngờ sau khi nhận ra giữa hai cô trò này nhiều lần đến trường cùng nhau. Đến tháng 3, nữ giáo viên bị cho thôi việc do một học sinh khác báo cho hội đồng nhà trường về mối quan hệ tình cảm trên. Paris phủ nhận mọi cáo buộc đã lạm dụng trẻ dưới 18 tuổi. Nhưng lúc bị cảnh sát triệu tập, nam sinh đã miêu tả chính xác một vết sẹo cũng như các hình xăm trên cơ thể nữ giáo viên để làm chứng. Cô ta bị buộc tội lạm dụng tình dục học sinh và phải đóng 25.000 đô la Mỹ, tương đương 500 triệu Việt Nam đồng để được tại ngoại trước khi ra hầu tòa vào thời gian tới. Đứng cuối trong danh sách hôm nay của tôi cũng là một đoạn tình cảm gây bão không kém của một giáo viên bị bắt vì có mối quan hệ tình cảm bất chính với một cậu bé mới tròn 13 tuổi, khiến cô nàng rơi vào cảnh tù tội không lối thoát. Cô giáo Brittany Zamora, 27 tuổi, vốn đã kết hôn được 3 năm với chồng là thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình. Tuy nhiên, vì vướng vào mối tình bất chính với nam sinh nhỏ hơn mình 14 tuổi, sự nghiệp và gia đình của cô Zamora đều tan thành mây khói. Mối quan hệ giữa cô Zamora, từng là giáo viên của học viện Las Brisas ở Goodyear, Arizona, và nam học sinh đã bị phát hiện bởi bố mẹ của nạn nhân. Sau đó, cảnh sát đã phát hiện các tin nhắn điện thoại của nam sinh nhắc đến những lần quan hệ 18 cộng với cô giáo nhiều lần, trong đó có cả trong lẫn ngoài khuôn viên trường học. Ngay sau đó, thì cô giáo Zamora đã bị bắt và đã né tránh các câu hỏi của phóng viên về vụ việc. Sở cảnh sát Goodyear cho biết họ quan ngại cô giáo này có thể có mối quan hệ bất chính với nhiều nam sinh chứ không chỉ một người. Sau khi sự việc xảy ra, nhiều bậc phụ huynh tại trường đã lên tiếng chia sẻ về cú sốc của họ. Nhiều người nhấn mạnh rằng họ rất phẫn nộ khi nhà trường để chuyện như thế xảy ra. Các quan chức trong học viện Las Brisas nói rằng họ đang sắp xếp việc tư vấn cho nạn nhân và bất cứ các học sinh nào bị ảnh hưởng. Zamora là cô giáo mới nhất bị buộc tội quan hệ tình cảm, bao gồm cả chuyện gạ gẫm làm chuyện người với nam sinh tuổi vị thành niên sau một loạt vụ việc tương tự ở Mỹ. Các ông có công nhận với xám tôi rằng chuyện tình học trò trên phim khiến chúng ta tưởng nó đẹp lung linh lồng lộn hay không? Nhưng ở ngoài đời thì làm gì có mối tình nào trên ghế giảng đường mà được phép vượt qua rào cản của đạo đức thầy trò cơ chứ? Có ông nào ngồi đây đã từng có mối tình thầm kín với ai mà chưa nói không? Hãy comment để xám cho các ông lên xám TV để tôi giúp các ông thay lời một nói nhé! Nếu thấy chuyên mục hôm nay vẫn hay ho như mọi ngày thì còn chờ gì mà không like, share cho chất xám ngay đi nào. Còn bây giờ thì bye bye!